Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Bá Ngọc, hiện đang quản lý trang siêu thị trực tuyến Quarashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm đến từ đất nước Hàn Quốc. Thưa các bạn, ngày hôm nay vấn đề con cái luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các ông bố và mẹ, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt như ngày hôm nay. Mỗi khi thay đổi thời tiết thì các con nào thì ốm, nào thì cúm, sốt, sổ mũi, rồi ho kéo dài liên tục. Thậm chí là có những ca nặng hơn là các con phải nhập viện mỗi khi phải viêm phế quản nặng. Ngay kể cả chính bản thân Bá Ngọc ngày xưa cũng đã trải qua những cái thời kỳ là mỗi khi thay đổi thời tiết, từ nhỏ đã ho sốt rồi thì cúm, rất là đau họng và cực kỳ là khó chịu, và phải uống rất nhiều kháng sinh. Và từ cái việc uống thuốc tây nhiều và sử dụng kháng sinh như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe của cơ thể. Thêm thế nữa thì có rất nhiều những cái em nhỏ ngày hôm nay, các con rất là lười ăn, rồi thì biếng ăn. Có những ông bố bà mẹ phải đánh đu với con hàng giờ đồng hồ, thậm chí phải sử dụng đến roi vọt rồi thì quát tháo để làm sao cho các con ăn. Tuy nhiên thì các con cũng vẫn không chịu ăn. Và hơn thế nữa thì từ cái việc lười ăn đó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như các con nào thì còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn và chậm phát triển. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng của các con. Vậy thì liệu có một cái biện pháp nào hay một cái giải pháp nào để có thể giải quyết những cái nỗi lo lắng này cho các ông bố và mẹ hay không? Thì ngày hôm nay Bá Ngọc sẽ giới thiệu cho quý vị cũng như các bạn một dòng sản phẩm hết sức là đặc biệt đến từ đất nước Hàn Quốc. Đó là sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em. Đây là một sản phẩm mà các nhà khoa học đã nghiên cứu để làm sao nó đầy đủ cho một đứa trẻ trên một ngày. Sau khi sử dụng sản phẩm này thì sẽ giúp cho các con gồm có 6 cái tác dụng sau ạ. Tác dụng thứ nhất là sẽ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, sẽ luôn luôn giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, chống chọi với những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Cái tác dụng thứ hai đó là sẽ giúp tăng cường về thể chất cũng như trí tuệ của các con. Vì trong sản phẩm thì các nhà khoa học đã nghiên cứu sẽ bổ sung đầy đủ những cái vitamin cũng như những cái khoáng chất, đặc biệt là bổ sung những hàm lượng canxi cần thiết và đủ cho các con trên một ngày để giúp cho các con phát triển một cách toàn diện hơn. Cái tác dụng thứ ba là sẽ giúp thải độc trên cơ thể, và do thức ăn ngày hôm nay, do môi trường và mọi thứ thì khi mà nạp vào trong cơ thể thì cơ thể đã đang giữ một lượng độc, thì trong sản phẩm thì cũng có tác dụng đó là giúp cho các con được thải độc, sẽ giúp cho gan mát hơn, thận thải độc tốt hơn và chống mụn nhọt cũng như là chống táo bón. Cái tác dụng thứ tư thì sẽ giúp cho các con đó là phát triển về trí não, sẽ giúp cho các con thông minh hơn và học tập tốt hơn. Cái tác dụng thứ năm là sẽ giúp cho các con đó là tiêu hóa tốt hơn và ăn ngon miệng hơn, sẽ giúp cho con da dẻ hồng hào và ngủ rất là ngon. Cái tác dụng thứ sáu là tăng về thể lực cũng như là trí lực, sẽ giúp cho các con tự tin hơn và nhanh nhẹn hơn với các hoạt động trong ngày. Vâng, đây chính là sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em của chúng ta đấy ạ. Vâng, khi mà các bạn cầm hộp sản phẩm lên tay thì các bạn sẽ nhìn thấy một cậu bé tràn đầy năng lượng đấy ạ. Vâng, và phía dưới đó là hãng sản xuất Trung Cung Đang. Sau đó các bạn có thể quan sát toàn bộ hộp sản phẩm. Phía đằng sau sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là mã vạch của sản phẩm. Các bạn có thể quét mã vạch kiểm tra về thông tin của công ty. Ngoài ra nữa thì phía bên trái đây đó là cái lô sản xuất và hạn sử dụng. Đặc biệt là ở phía hai đầu của hộp sản xuất thì những nhà sản xuất chính hãng và những nhà cung cấp mà uy tín thì họ sẽ có một cái tem niêm phong rất là chắc chắn đấy ạ. Đây là cái tem niêm phong. Và sau đây thì Bá Ngọc sẽ bóc hộp sản phẩm và sau đó sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em làm sao hiệu quả nhất. Vâng, đây là phía bên trong hộp sản phẩm ạ. Đó, quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó là đây là cái tờ thông tin. Đó, về hướng dẫn sử dụng cũng như là thành phần. Và phía dưới là công tin của công ty cũng như số hotline của công ty Trung Cung Đang ạ. Ở phía bên trong này thì có 3 hộp sản phẩm con. Đây ạ. Đây là chính hộp sản phẩm con. Và trên mỗi một hộp sản phẩm con này thì sẽ có quy cách đóng gói. Đó là 20ml trên một gói sản phẩm và nhân với 10 gói. Ở phía bên sườn này cũng có
mã vạch để kiểm tra và cũng có lô sản xuất và hạn sử dụng. Ở phía trên này chính là thành phần của sản phẩm. Ở phía trên đầu này thì với những nhà sản xuất uy tín thì họ cũng có những cái tem niêm phong rất là nghiêm ngặt ạ. Vâng, tôi tiến hành bóc ra. Vâng, đây là phía bên trong của hộp sản phẩm. Ồ, rất là đẹp. Dạ, các bạn có nhìn thấy không ạ? Đó, rất là đẹp. Và quy cách đóng gói là 20ml trên một gói. Và phía trên này chính là cái phía để cái nơi chúng ta xé ra. Chúng ta xé ra để lấy sản phẩm. Sau đây thì bác Ngọc sẽ nói về cách sử dụng sản phẩm làm sao cho hiệu quả nhất. Vâng, cách dùng thì với trẻ em 2 tuổi trở lên chúng ta mới được dùng nhé. Thì đối với trẻ em 2 đến 3 tuổi thì ngày dùng là 1/2. 1/2 gói. Và một tuần thì chỉ dùng 2 đến 3 gói thôi ạ. Vâng, mỗi một tuần chỉ dùng 2 đến 3 gói thôi. Trẻ em 3 cho đến dưới 5 tuổi thì một ngày có thể uống một gói trên một ngày ạ. Và trẻ em từ 5 cho đến 15 tuổi có thể uống từ 1 cho đến 2 gói trên một ngày. Và chúng ta uống sau bữa ăn và uống vào buổi sáng hòa với nước ấm khoảng độ 35 cho đến 40 độ C là đẹp ạ. Lưu ý là với những trường hợp là sau khi chúng ta dùng sản phẩm ở cái lứa tuổi từ 2 đến 3 tuổi thì mỗi ngày chúng ta dùng có 1/2 gói thôi, thì cái lượng còn lại thì chúng ta sẽ cuộn lại ạ. Chúng ta sẽ gấp như thế này để cho nó chặt. Sau đó thì có thể dùng cái kẹp gì đấy để cho nó chắc. Và chúng ta bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh ạ. Và sau khi lấy ra từ ngăn mát của tủ lạnh thì chúng ta để nguyên gói như vậy. Và chúng ta cho vào một cốc nước nóng để cái sản phẩm nó ấm trở lại, để phát huy hết những cái tác dụng của sản phẩm ạ. Vừa xong thì bác Ngọc đã giới thiệu cho quý vị và các bạn tổng thể về sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em, về công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm làm sao cho hiệu quả nhất. Và sau khi nghe xong toàn bộ công dụng cũng như cách sử dụng sản phẩm làm sao cho hiệu quả thì các ông bố bà mẹ hãy cân nhắc có nên mua một sản phẩm tuyệt vời này dành cho các con hay không, để làm sao giúp cho các con luôn luôn khỏe mạnh về thể lực cũng như là trí lực. Nếu quý vị và các bạn quan tâm chi tiết về sản phẩm cũng như là muốn mua sản phẩm thì các bạn hãy kích vào website koreashop24h.com có để dưới phần mô tả của video này, hoặc các bạn thể gọi đến số hotline 0904 363 985 để chúng tôi tư vấn trực tiếp cũng như hướng dẫn các bạn cách mua hàng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Chúc cho bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.